Rồi tiếp tục về hàng Tùng La Hán nha anh em. Cái lô này thì nó chung lô với bữa hổm luôn, chung lô với bữa hổm, nhưng mà cái lô này thì đợt này thì nó nhỏ hơn đợt trước, khi cao 70-80 thì em bán hết rồi. Đợt này nó nhỏ hơn nha anh em, cao 60 nha, cao thấp hơn tí anh em, thấp hơn có 1 phân à, nhưng bán rẻ hơn. Bữa hổm thì 40k, cái lô bữa hổm thì bán 40k, cái lô này thì em bán 30k nha, 30k một cây. Nó bao ship từ 20 cây trở lên nha anh em, 20 cây trở lên mới bao ship nha, còn dưới 20 cây em không bao ship nha. Cái thân của nó thì bằng chiếc đũa nha anh em, nó đầu lớn của chiếc đũa lớn hơn cũng có nữa nè, này thì gần bằng ngón tay trỏ rồi nè. Đó. Rễ thì cứ ngắt bầu hết trơn rồi, về chỉ việc anh em chỉ việc trồng thôi nha, không cần làm gì hết nha. Đó. Rễ thì đang cứ ngắt bầu rồi. Anh em cứ an tâm, bán thì em để luôn cái bầu giống như thế này nha, chứ không có tháo ra đâu, anh em cứ an tâm nha. Vận chuyển ở xa thì khoảng anh em ngoài Bắc miền Trung rồi thì khoảng 5 ngày đến nha, còn gần gần em, gần miền Nam em thì tầm khoảng 3 ngày, 2 đến 3 ngày nha anh em. Đó. Anh em có nhu cầu thì cứ alo em nha, bao ship từ 20 cây trở lên, 30k một cây nha anh em. Đó, Tùng La Hán và Niên Tùng. Nếu có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872 nha anh em. Zalo, Facebook số đó luôn nha. Hàng này về anh em sửa rất là dễ. Đây hàng chiếc cành em còn mới nè, mà nó thì nó em để dưỡng cho nó sung lên mới bán nha anh em. Đó, dăm cành này anh em về sửa thân là ok hết luôn nha. Rồi xin chào tất cả anh em.